bà. Tôi là một gã ăn mày đầu đường xó chợ. Một gã ăn mày à? Ông đến đây tặng bạc tiền hay là cơm gạo? Thưa bà, tôi là một gã ăn mày, nhưng mà tôi không cần bạc tiền và cơm gạo. Vậy chứ ông cần gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Gã ăn mày hỗn lâu, đi là ai? Bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này. Trời chẳng bảo anh vẫn còn sống mà. Dừng thảo lên. Đừng, bà ơi, em gian anh chớ tới gần. Vì sao? Vì sao em muốn tránh mặt anh? Tại sao? Tại sao gì hả? Bà ơi, tại vì bản thân em giờ đây quen nên đành phải quay lưng cúi mặt chôn trải người xưa. Để có quên đi chuyện tình ngang trái, cho dù lòng em vẫn còn thương còn mỗi tấm mắt tia tóc xanh tóc mây dạ dời dây dứt con tim làm cho ai mòn môi nhớ mong đêm cánh dài thất thẹo thương đời quá lạnh lẽo chung cô phòng chúng mẹ đây dẹp dừng những cơn mưa tai qua
còn yêu tôi thì tại sao bà lại đành tâm bồi vâng xa về. Một con nữ ở bên sông lương ngày dài giấc vô mà nay trở thành đồng đốc phương nhân. Bà ơi